nguyễn khoa đăng là một vị quan án có tài xét xử được dân mến phục một lần có anh hàng giàu gánh hàng ra chợ bán lợi dụng lúc anh bận đong dầu có kẻ thò tay vào bị lấy trộm tiền khi biết bị mất tiền anh hàng giàu nhớ hồi nãy có một người mù quanh quần bên gánh hàng đuổi mấy cũng không đi anh đoán hắn là kẻ cắp bèn gửi gánh hàng cho người quen rồi đi tìm người mù Người này ra sức chối. Nói rằng mình mù biết tiền để đâu mà lấy. Hai bên xô sát, lính bắt họ giải lên quan án Nguyễn Khoa Đăng. Thấy người mù khăng khăng chối không ăn cắp tiền. Quan hỏi, anh có mang tiền theo không? Người mù đáp có, nhưng đấy là tiền của tôi, cứ đưa đây. Của ai rồi sẽ rõ. Khi người mù móc tiền ra, quan sai người múc ra một chậu nước bỏ số tiền vào chậu một lát thấy trên mặt nước có váng dầu nổi lên người mù hết đường chối cãi đành nhận tội vụ án tưởng đã xong không ngờ quan lại phán tên ăn cắp này là kẻ giả mù vì nếu mù thật thì làm sao hắn biết người bán dầu để tiền ở đâu mà lấy ông sai lính nọc tên mù ra đánh kỳ đến khi hắn mở mắt mới thôi lúc đầu người mù còn chối chỉ sau ba roi hắn đành mở cả hai mắt trong thời kỳ ông nguyễn khoa đang làm quan án ở quảng trị có chuông nhà hồ là nơi bọn gian phi dùng làm xào huyệt đón đường cướp của để bắt bọn cướp quan sai chế một loại hòm gỗ kín có lỗ thông hơi vừa một người ngồi có khóa bên trong để người ở trong có thể mở tung ra dễ dàng ông kén một số võ sĩ đem theo vũ khí ngồi vào hòm rồi sai quân sĩ ăn mặc như dân thường khiêng những hòm ấy qua chuông ra vẻ như khiêng những hòm của cải nặng lại cho người đánh tiếng có một vị quan to ở ngoài bắc sắp sửa về quê sẽ đi qua chuông cùng những hòm của cải quý bọn cướp đánh hơi nghĩ đây là cơ hội làm ăn hiếm có Dình lúc đoàn người đi qua cửa chuông thì cướp rồi hí hửng khiêng những hòm nặng ấy về tận sao huyệt về đến nơi, vừa đặt hòm xuống thì những cái hòm bật mở toang. Các võ sĩ ngồi trong tay lăm lăm vũ khí bất ngờ xông ra đánh giết bọn cướp. Đang lúc hoảng hốt chưa kịp đối phó thì phục binh của triều đình từ ngoài ùn ùn kéo vào đông như kiến cỏ. Bọn cướp đành chắp tay xin tha mạng. Bọn cướp ấy, Nguyễn Khoa đang đưa đi khai khẩn đất hoang ở biên giới. Lập thành những đồn điền rộng lớn sau đó ông cho đưa dân đến lập làng xóm ở dọc hai bên chuông khiến một vùng núi rừng xưa vắng vẻ trở thành những xóm làng dân cư đông đúc bình yên theo nguyễn đồng chi